Tới tối 20 tháng 8 năm 2018, Công an quận 9 đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. Theo thông tin ban đầu, gần 16 giờ chiều cùng ngày, một xe bồn chạy trên đường Đình Phong Phú hướng từ Đỗ Xuân Hợp ra Lê Văn Việt. Khi đến trước chợ Tăng Nhân Phú B, phường Tăng Nhân Phú B, quận 9, xe bồn va chạm với xe máy do một nam thanh niên 17 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Va chạm khiến thanh niên ngã xuống đường bị bánh xe bồn cán qua người, nạn nhân chấn thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm sát lề đường, cách đó 5m là chiếc xe bồn. Hiện trường nằm chắn hết toàn bộ một làn đường. Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.